Trước tiên thì gọi nhất Vũ, gọi tên cháu ra. Mua con tên Trương Thị Phương Linh. Con nghe cái clip này ngoại tâm sự. Dạ rồi, con xin phép chào cô chú nha. Dạ. Dạ vâng, cô chú có thể cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô chú tên là gì và đến từ đâu? Dạ tên của em tên là Đặng Thị Thanh Thúy. Bên ông ngoại Trương Đình Nhị. Dạ. Cô chú đến từ đâu? Dạ từ Đồng Nai. Đồng Nai ha. Dạ. Hôm nay cô chú từ Đồng Nai về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Dạ xin giúp đỡ cho cháu em tên là Trương Thị Phương Linh. Sinh ngày 19 tháng 4 2011. Cháu đã bỏ đi, cháu đã người ta dụ dỗ ngày 19 tháng 10 2023. Dạ cô cho con hỏi là đây bé trong hình là cháu ngoại. Dạ trong hình là cháu ngoại của em. Dạ. Cô cho con hỏi là ba mẹ của bé đâu? Dạ ba nó thì nó bỏ, không có mẹ thì cũng như không. Em nuôi nó cháu khi nhỏ thì lớn, giờ một tôi một mình em đi làm bữa từng chia bé ở chén bua chén chia tốt phở cho người ta, rửa từng bát cơm, rửa từng cái chén để kiếm đồng tiền lo cho ba chị em. Khi bé được bao nhiêu tuổi thì ba mẹ bỏ rơi? Dạ, cháu đã có, cháu mới 1 tuổi. 1 tuổi. Em đã nuôi, nuôi tới giờ là 12 tuổi. Vậy là 1 tuổi thì ba với mẹ là ly nhị nhau hay như thế nào dạ, cô không hả? Không có, hai đứa là không có, có giấy kết hôn. À. Dạ. Vậy là bây giờ là ba là đi đâu là không biết luôn rồi. Dạ. Còn mẹ là đi lấy chồng hay sao dạ, ạ? Mẹ thì cũng... nó bức cho em vậy, nó cũng đi. Vậy là mẹ cũng đi biệt xứ rồi dạ, đúng không? Cũng thỉnh thoảng có về. Có ai chu cấp lo cho cháu ngoại nhà mình dạ, không? Dạ không, em đi làm dạ. Lúc người ta kêu rửa chén làm gì em cũng, ai kêu sạc cỏ em sạc cỏ, ai kêu rửa bát em cũng đi rửa bát, cũng đi cầu. Mình là có phải cô và chú là gốc ở Huế hay là ở Quảng Bình, Quảng Trị gì không? Dạ em thì ở Quảng Bình. Dạ. Rất thương ha. Vậy là cháu bà nội mà hiện tại bây giờ là tội bà ngoại rồi. Vậy là bà ngoại ngoại nuôi từ lúc mới được 1 tuổi. Dạ. Bé hiện tại đang học lớp mấy ạ? Dạ không có học. Ồ tội. Ở nhà giữa em không có học. Vậy ở nhà có làm gì không? Dạ ở nhà em cũng đi làm thuê làm mướn, cũng lo cho ba cháu, ba chị em. Bé này còn em không? Dạ còn hai đứa, một đứa 5 tuổi, một đứa gần 1 tuổi rưỡi. Ủa vậy em đó là em ruột hay là em của ai hay là em như thế nào? Dạ em ruột mà cùng mẹ cũng khác cha. Cùng mẹ khác cha. Dạ. Vậy là sau khi mà sinh bé ra thì mẹ đã đi bước nữa đúng không? Dạ. Mẹ đi bước nữa và sinh được hai bé hay là? Dạ, mà sinh một đứa rồi nó cũng đi thêm rồi nó cũng sinh một đứa. Ồ vậy là nó giờ đi... như em cả ba đứa vậy luôn. Vậy là đi 3-4 người đàn ông. Dạ. Vậy là cứ đi một bước là mang về cho bà, ông bà ngoại là một bé. Dạ. Vậy là tới giờ phút này là cả là 3 bé. Dạ. Trời đất ơi. Vậy là bé Linh đúng không ạ? Dạ. Bé Linh là chị hai trong dạ, nhà chị hai. Phải ở nhà chăm em, ví dụ dẹp nhà cửa. Dạ. Ba bé có bé nào được đi học không? Dạ không. Dạ có bé một... bé này thì học lớp 3. Là vẫn được đi học? Nghỉ. Dạ, dạ. Nghỉ rồi. Dạ. Bây giờ không, ý của con đang hỏi như thế này này. Ba bé này này, bé Linh là không được đi học là con biết rồi. Dạ. Còn hai bé kia có được đi học không? Dạ giờ người ta cũng dạ. Đang còn giúp cho cháu đứa 5 tuổi được đi đến trường. 5 tuổi thì đang học mẫu giáo thôi. Dạ học mẫu giáo. Còn cái bé kế, bé Linh là mấy tuổi bé ạ? Bé kia là mới hơn 1 tuổi rưỡi à. 1 tuổi rưỡi. Dạ đang còn ở nhà giữ, vừa giữ cháu mà cũng vừa đi ôi làm. Trời ơi, vậy là con cứ lâu lâu đi là cứ quen hết người này người kia rồi mang con về cho bà ngoại chăm. Cô chú làm công việc gì? Nhà cũng đi làm mướn này á. À, chú đi làm nghề hồ. Mình có nhà riêng ở Xuân Lộc Đồng Nai chưa? Dạ có. Còn cô là ai mướn gì làm nấy hả? Dạ. Rất tội cho những người cháu ạ. Thật sự rất tội. À, bé Linh này là bỏ đi cụ thể là ngày nào cô ha? Dạ đi ngày 19 tháng 10 2023. Hôm nay là ngày 22 rồi. Dạ. Vậy là đi được 3 ngày rồi.
3 ngày. Khi đi đó thì bé Linh có mang theo thứ gì đi không cô? Có áo quần. Cái lúc mà chưa đi là em nghe người ta nói bên đó là nhắn tin đó, trong cái điện thoại em đó, là đi ra là chỉ bưng bê thôi, tiền rất nhiều. Thì nó ham cái đồng tiền. Nó à, nhắn tin. Dạ, nhắn tin là cái người là cho biết là người đó là ở Ninh Bình. Nhắn tin. Thì lúc mà nó đi một cái là điền cho cái người đó. Điền cái người đó là nói là Phương Linh đang còn ra em, ngày mai em tới là em sẽ điền cho chị gặp mập mập. Vậy là cháu ngoại nhà mình đã quen biết những người này qua mạng xã hội. Dạ chưa. Quen qua điện thoại đúng không ạ? Dạ. Quen qua điện thoại. Dạ, mới quen đâu được bữa hai bữa gì là bắt đầu là nó dù đi. Cái điện thoại này á thì cho em xin là cái lúc mà cái thông tin này á là có cái cô Thanh ở một bên. Thì lúc mà cái cô Thanh đó đưa cái điện thoại nói là chị Thúy ơi, là cái hình thằng này nè là ở Bắc Ninh mà em đang còn để xin tiền, xin nó tiền mà nó kêu là nó không có ra được. Nói thì thôi thì anh chuyển tài khoản cho em. Là cái cô Thanh nó nói vậy, là anh đó mới nói là cái tài khoản là nó bị chặn rồi. Thì lúc đó là tu ti túc tích với là con nhỏ cháu, thì con nhỏ cháu mới nắm được cái người đó, nắm được cái Facebook của người, Zalo của người đó. Rồi bắt đầu cái người Zalo đó mới cho điện thoại, thì nó về nhà nó lấy cái máy của ngoài á, nó nhắn tin lại điện lại. Thì điền lại một cái là bắt đầu là hẹn ngày đi thôi. Vậy là cháu nhà mình đâu có điện thoại đâu đúng không? Dạ không. Đúng rồi. Cháu là đi bằng tay không thôi chứ điện thoại cũng có trong người. Trước giờ là bé đâu có sử dụng điện thoại gì hả? Dạ không. Vậy là bắt nguồn từ cái cô Thanh. Dạ. Từ cô Thanh mà cháu nhà mình mới trở nên quen biết được cái người kia và bỏ dạ. đi. Thật sự đây là một câu chuyện rất bí ẩn. Dạ. Cháu nhà mình cũng ngoan không? Dạ cũng đôi lúc nó cũng ngoan mà cũng hơi bướng. Thì nói chung lại là cái tuổi ăn tuổi cái tuổi yeah. đó là đang còn nhỏ. Từ giờ tới giờ cháu cũng chưa. Ông bà ngoại có la dày thì cháu không? Dạ không. Không ha. Nên bây giờ à, em nói thiệt á, em là bà ngoại dù chi là còn hơn là mẹ ba mẹ nó nữa. Nhưng như là cái năm ruột trong vậy. Mấy cháu đi ba ngày này mình cái sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng nơi dạ, mình sinh sống chưa? Dạ có. Báo công an rồi đúng dạ. không? Báo xã, trường hợp này, báo huyện. Đúng rồi, trường hợp này trường hợp khẩn cấp thì mình phải báo công an liền, nhanh và liền. Dạ. Dạ. Rồi mấy ngày qua là mình đi tìm ở nơi nào rồi? Dạ, cũng tìm xung quanh đó thôi. Vậy là mình gọi là chưa có một cái thông tin manh mối tin tức gì về cháu không ạ? Dạ, thì tối hôm qua là cái người mà dẫn đi đó là dạ. có gửi về là một cái tấm hình là cháu đang cùng ngồi che mặt. Rồi hồi đêm á, cái anh đó, cái tàu đó điền về nói là bây giờ em đưa cái điện thoại cho Phương Linh và Phương Linh nói là Phương Linh không có nghe, không muốn nghe. Cái người đó tên là gì ạ? Dạ không biết tên gì mà ở trong mạng là sao mình là biết được cái người đấy trên Facebook hay gì? Hồng Hồ Bơi. Hồng Hồ Bơi. Dạ. Hồng Hồ Bơi. Facebook ạ? Zalo. À Zalo. Hồng Hồ Bơi. Mình bây giờ hiện tại mình đang có số điện thoại và Zalo dạ, của người đấy. Dạ, có cái số điện thoại. Dạ, tí được cung cấp cho anh em nha. Dạ, lúc mà điền á là không bắt máy. Bắt đầu lần đầu tiên á là em điền là bắt đầu nghe máy. Lóc xong cái anh nói là phải đưa con bé ra, không tôi báo con nàng. Thì nó tắt, nó khóa máy luôn. Tại ngay lúc này, ngay giờ phút này thì ông bà ngoại rất là hoang mang, đang rất là lo lắng. Dạ. Đúng không ạ? Sợ rằng cháu nhà mình sẽ gặp những đối tượng xấu. Dạ. Và đặc biệt bé nhà mình rất dễ thương, trong hình có giống như ngoài đời không cô? Dạ. Giống khuôn mà ra luôn. Cao 1m mấy rồi cô? Dạ, nó cao hơn tôi. Cao hơn. Vậy là mặc dù tuổi đời rất là nhỏ nhưng mà ngoại hình đã trưởng thành rồi đúng không ạ? Dạ. Thật sự đây lại tiếp tục là một câu chuyện rất là đáng tiếc. Hy vọng rằng con gái có xem được video này thấy ông ngoại bà ngoại về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải Bình Dương đi tìm con. Thì chú hy vọng rằng con đang ở đâu đó thì con hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ cùng với gia đình. Còn cái trường hợp mà con tới giờ phút này con bị các đối tượng khống chế hoặc ép buộc dụ dỗ đưa con đi đâu đó mà con không về, các đối tượng không cho con về, thì con phải thật bình tĩnh và con tìm đủ mọi cách để liên lạc với các chú qua số điện thoại 0913785858 để các chú có cách có hướng để các chú lên kế hoạch phương án để đưa con về một cách an toàn nhất. Còn nếu như mà con vì một cái điều gì đấy con giận ngoại giận nội gì giận gia đình hoặc là con gặp một cái vấn đề mà con không nói ra được thì chú khuyên chân tình con hãy nhanh chóng quay trở về
Bởi vì tuổi đời của con năm nay là mới 12 tuổi, đặc biệt con là con gái, con chưa biết gì về ngoài đời. Bản thân chú hiểu rằng là cuộc đời của con cũng như là số phận của con không được may mắn như những đứa trẻ khác. Bởi vì con sinh ra có cả cha cả mẹ, nhưng rất lấy làm tiếc rằng cha và mẹ của con thiếu trách nhiệm, vô tâm với con và vô tâm với những đứa em của con. Nên chú hy vọng rằng con gái bây giờ con cũng lớn rồi, dù gì thì con cũng còn có ngoại, con bà ngoại rất là thương yêu con và mọi người rất thương yêu con. Nên hy vọng rằng con gái hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ cùng với gia đình. Còn nếu như thanh niên nào, đối tượng nào, những ai đã và đang khống chế, ép buộc, thậm chí là có ý đồ, ý định để mà gây cho bé một cái hậu quả gọi là nghiêm trọng, hoặc là ép bé làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật, thì hãy nhanh chóng thả bé hoặc là đưa bé quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Còn nếu như vẫn cố tình ngoan cố mà gây ra một cái điều gì đấy, một cái hậu quả nặng nề với bé, thì chắc chắn rằng những cái đối tượng này sẽ chịu một bức án rất là lớn. Bởi vì bé năm nay mới 12 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Trong thời gian vừa qua thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã cho rất nhiều thanh niên gọi là đi bốc lịch vì tội là đó là dụ dỗ và gây ra một cái hậu quả nặng nề, nghiêm trọng với các bé tuổi đời còn rất nhỏ. Đó là những câu chuyện có thật. Thì ngoại, ông bà ngoại thì cứ yên tâm nhé. Dạ. Cố gắng, anh em sẽ cố gắng hết sức để kết nối cũng như là lên đường đi tìm kiếm và đăng tải cái video này để nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước xem và chia sẻ để mà đi tìm cháu nhà mình. Và qua cái sự việc, qua cái câu chuyện của nhà mình, thật sự đây là câu chuyện rất buồn. Buồn, điều đáng buồn nhất là các bậc làm cha làm mẹ đẻ con ra mà không có trách nhiệm, không biết lo cho con, đúng không ạ? Như trường hợp của gia đình nhà mình, cả ba bà mẹ đẻ chỉ biết đẻ thôi và đùn đẩy cho ông bà ngoại, tạo ra con không có trách nhiệm với con. Đó là một cái điều đáng trách. Đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ, qua cái câu chuyện này hãy suy nghĩ là đúng không ạ? Đúng. Trên cái video này thì cô có điều gì muốn nhắn tới cháu ngoại, cô nhớ thương, cô lo cháu ngoại như thế nào thì cô nói đi cho cháu ngoại về. Cô nói đi. Trước tiên thì ngoại nhắc nhủ, gọi tên cháu ra. Mua con tên Trương Thị Phương Linh. Con nghe cái clip này ngoại tâm sự. Thật sự thì ngoại nghẹn lòng rồi, ông ngoại nói đi. Ông ngoại nói là rất thương nhớ cháu. Ngoại rất thương cháu. Cháu về đi. Mấy ngày này ngoại cũng không ngủ được. Con có biết không? Ngoại có người của ngoại cũng đau nhiều, bệnh nhiều lắm, bệnh ưu nhiều lắm, nhưng ngoại không dám nói. Ngoại cũng đi làm cho người ta một ngày được 150, bưng tô phở, rửa chén cho người ta một ngày thì được 150 thôi. Ngoại bệnh nhưng ngoại vẫn cố gắng để lo cho ba chị em con. Mà nhưng hôm nay cái số phận của con vậy. Còn nếu mà con muốn nghe cái clip này, hoặc là những anh em đã đưa cháu đi thì nghe cái lời tâm sự chân thật của tôi, thực sự tôi cũng mong muốn các cậu hãy cho bé trở về với gia đình. Nhiều cháu là tôi cũng nuôi nó là từ hồi mới 1 tuổi, chưa được 1 tuổi tới giờ tôi nên tôi. Cô được mấy người con? Dạ con được nại, tôi được 5 đứa. Và mẹ của bé này là con thứ mấy trong gia đình? Dạ con thứ tư. Con thứ tư à? Dạ. Mấy người trước có ai có cái tình trạng như vậy không? Dạ không. Không ha. Dạ. Con gái của cô là hiện tại là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ tuổi mùi. Tuổi mùi. Sinh năm 91. 91. Dạ. Năm nay 32 tuổi. Dạ. Mà tới giờ phút này thì ba người đàn ông đi qua cuộc đời. Dạ. Và mỗi người đàn ông đi qua thì để lại một nỗi buồn rất là lớn, đúng không ạ? Dạ. Thật sự rất buồn, hy vọng rằng mẹ của bé xem được video này hãy nhanh chóng thức tỉnh, tỉnh ngộ để mà quay trở về đoàn tụ cùng với chăm lo cho các con. Bởi vì con mình sinh ra mình phải có trách nhiệm với các con, nuôi nấng các con, ăn học thành người. Tới giờ phút này thì các con của con gái nhà cô đang chịu thiệt thòi rất là lớn. Đôi khi rất tủi thân. Bởi vì sao? Bởi vì bạn bè đồng trang lứa được cấp sách tới trường. Đúng không ạ? Về nhà có cha và mẹ, đặc biệt là những ngày Tết, những ngày lễ, gia đình đoàn tụ bên nhau. Nhưng các bé sẽ rất tủi thân khi ngoảnh lại thì cha đâu, mẹ đâu. Đó là một điều rất là đáng buồn và đáng lên án bậc làm cha làm mẹ. Giá như
cha vô tâm thì được mẹ, mẹ vô tâm thì được cha, nhưng mà điều này thì lại mất cả hai, cả cha và cả mẹ. Đó là một cái điều đáng đáng rất là buồn, rất là tội nghiệp các bé. Và không biết thì tương lai của ba bé sau này sẽ như thế nào. Bởi vì tới giờ phút này thì ông bà ngoại chia sẻ thì cái mức thu nhập của ông bà ngoại rất là khó khăn, không đủ kinh phí để mà cho các cháu ngoại của mình ăn học. Rất hy vọng rằng ông bà ngoại hãy cố gắng hai bé còn lại, cho bé được cấp sách tới trường. Ít nhất cũng phải cho bé biết được cái chữ. Bởi vì sau này đất nước càng hiện đại, xã hội càng văn minh, thì nếu mà để làm được công nhân thì ít nhất các bé cũng phải có được cái bằng 12. Còn nếu các bé không biết chữ, không biết gì thì sau này chỉ làm cu li thôi. Bởi vì xã hội càng phát triển thì sử dụng máy móc, nhân lực càng ít. Sau này sẽ sử dụng robot rất là nhiều, thay thế gọi là con người rất nhiều. Thôi thì cái sự việc của gia đình nhà mình thì anh em đội Hiệp sĩ của Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để mà đăng tải cái thông tin này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu ngoại. Giúp hoàn toàn miễn phí gia đình nhà mình. Giúp miễn phí nhưng phải giúp hiệu quả nhé. Thì ông bà ngoại hôm nay về đây nhờ anh em đội Hiệp sĩ của Thanh Hải đi tìm cháu ngoại, thì ông bà ngoại có đồng ý cho tất cả các anh em đội Hiệp sĩ của Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu ngoại mình không? Có. Trong khi đăng tải, và cái video ngày hôm nay khi đăng tải lên khắp trang mạng xã hội, nếu có gì sai trái thì ông bà ngoại sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Gia đình nhà mình đồng ý không? Dạ rồi, thì cuối video này thì con không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho ông bà ngoại cố gắng thật nhiều sức khỏe để mà tiếp tục chăm lo cho những đứa cháu ngoại. Và đặc biệt rằng là 1-2 ngày tới sẽ có tin tức, thông tin manh mối về cháu ngoại nhà mình. Dạ, thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất buồn và rất lấy làm tiếc. Rất hy vọng rằng cô chú anh chị xem video này hãy chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ khắp các trang mạng xã hội, bởi vì tới giờ phút này thì gia đình cũng như anh em đội Hiệp sĩ Thanh Hải rất là lo lắng về tình trạng sự an toàn của bé. Nếu cô chú anh chị xem video này thấy bé linh như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội Hiệp sĩ Thanh Hải 0913785858 để đội Hiệp sĩ Thanh Hải giúp bé Linh sớm quay trở về một cách gọi là an toàn nhất. Thì cuối video này thì em cũng thay mặt đội Hiệp sĩ Thanh Hải, thay mặt ông bà ngoại gửi lời cảm ơn chân tình sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị đã luôn quan tâm đồng hành cùng với anh em đội Hiệp sĩ Thanh Hải giúp đời giúp người. Em xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.